Thưa quý vị, nhằm chia sẻ với những khó khăn, vất vả của thầy cô và học trò ở những vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn, vùng thường xuyên phải chịu hậu quả nặng nề của thiên tai bão lũ trên cả nước. Trong những năm gần đây, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã phối hợp đồng hành cùng các nhà hảo tâm đầu tư xây dựng điểm trường học mới. Sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng, những công trình này đã giúp thầy cô và học sinh có được những cơ sở dạy học khang trang, an toàn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Trong đợt lũ ống lũ quét xảy ra vào cuối năm 2017 đã khiến nhiều bản làng trên địa bàn xã biên giới Yên Khương bị nhấn chìm trong nước. Trong đó, điểm trường mầm non Sáng Hằng thuộc trường mầm non Yên Khương, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa thiệt hại nặng nề. Chia sẻ với những khó khăn, vất vả của cô trò nơi đây, Đài Tiếng Nói Việt Nam cùng các nhà hảo tâm đã quyết định hỗ trợ đầu tư xây dựng điểm trường mầm non mới, quy mô gần 200m² với nguồn kinh phí hơn 700 triệu đồng. 2, 3, xin mời quý vị đại biểu. Được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đài Tiếng Nói Việt Nam, rồi các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp để tiếp tục hỗ trợ cho xã để hoàn thiện những cái điểm trường mà còn đang ở tranh tre nứa lá, trong đó là cũng như điểm trường mầm non, tạo điều kiện tốt nhất cho con em ở vùng xã biên giới của huyện Lang Chánh có điều kiện học tập tốt và có điều cơ hội để tiếp cận và phát triển tốt hơn. Trong thời gian qua, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã phối hợp và đồng hành với doanh nghiệp, các nhà hảo tâm xây dựng hàng chục điểm trường học, công trình thư viện, trường học tại nhiều địa phương trên cả nước. Riêng trong năm 2019, VOV đã phối hợp xây dựng 4 điểm trường học mới tại các địa phương khó khăn ở tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Phú Thọ và Tuyên Quang. Với nguồn kinh phí hàng chục tỷ đồng, ngoài ra VOV cũng hỗ trợ các điểm trường này số lượng lớn các trang thiết bị, đồ dùng dạy học. Sau khi kêu gọi và phối hợp với bên tập đoàn Sen Group cùng quỹ hành động vì nhân ái, thì chúng tôi đã thấy là cần phải phối hợp với nhau để cùng chung tay làm nên xây một cái điểm trường mới cho nó các cháu nó khang trang đẹp hơn và cũng cố gắng để hoàn thiện sớm để cho các cháu đưa vào trong năm học mới, thì cũng là cái chương trình mà công đoàn văn phòng cũng muốn đóng góp cho nhân kỷ niệm 75 năm thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cái việc mà đến với điểm trường Sáng Hằng của huyện Lang Chánh ngày hôm nay thì nó có lẽ là một cái duyên. Chúng tôi đã tìm hiểu và chúng tôi cũng rất may mắn được cái sự giới thiệu của Đài Tiếng Nói Việt Nam và tìm được đến đây sau quá trình khảo sát, làm việc với cả huyện ủy, ủy ban dân huyện và xã, rồi với đồn biên phòng thì chúng tôi đã quyết định đầu tư một cái điểm trường ở đây. Thực ra đây cũng là một cái đầu tư mà nó vượt quá cái mức đầu tư ban đầu so với dự kiến ban đầu, vì là sau khi khảo sát chúng tôi thấy rằng đây là một cái điểm trường cần phải được đầu tư kiên cố. Tránh văn phòng ủy ban nhân dân huyện. Với thương hiệu và uy tín của Đài Phát thanh Quốc gia, VOV đã tạo được niềm tin trong việc vận động, kết nối và đồng hành cùng các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong lĩnh vực hoạt động từ thiện xã hội, tạo sự lan tỏa về giá trị nhân văn trong cộng đồng. VOV là một đài tiếng nói Việt Nam, là một cái cơ quan truyền thông thuộc về Trung ương, và VOV có một cái lịch sử rất là lâu dài hoạt động và trong lĩnh vực về truyền thông và rất là đặc biệt trong hoạt động về văn xã, thì VOV có một cái nguồn thông tin và mạng lưới rất là tốt và phủ khắp tất cả các vùng miền của Tổ quốc. Vì vậy cho nên là thông qua VOV thì chúng tôi biết được rất nhiều những cái thông tin, những cái điểm khó khăn cần phải giúp đỡ, và chúng tôi đến đúng cái điểm mà cần nhất, và sự có mặt của chúng tôi nó sẽ hữu ích và nó sẽ có giá trị, và tôi nghĩ rằng đó là một sự kết hợp rất là tuyệt vời. Việc đầu tư xây dựng các điểm trường học mới đã giúp thầy cô giáo và các em học sinh có điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục, từng bước thu hẹp khoảng cách, thực hiện được việc dạy tốt, học tốt và phát huy được truyền thống của quê hương, để nơi đây các em học sinh được gieo thêm con chữ, nhân thêm niềm vui.